Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối mình quay một đoạn video nhật ký ở bài phong cảnh châu Âu. Về hôm nay là cũng 11 giờ, mọi người đang cố gắng để hoàn thiện mai chuyển sang bài phố. Đây là bài của mình, bài hướng dẫn. Bài này nhìn thì có thể thoạt nhìn thì có thể mọi người biết vẽ một chút rồi, cảm giác là nó khá là dễ, nhưng thực chất thì vẽ nó lại hoàn toàn là khác với cái suy nghĩ của mọi người nhé. Không dễ đâu, tại vì lớp màu nó rất là nhiều màu và cái độ lan của nó. Đây là một em là học sau thì đang vẽ mấy cái bài nhỏ để luyện tay, luyện bố cục, luyện màu sắc. Cũng khá đấy, bài đầu tiên về tranh là cũng treo rồi. Đang hoàn thiện bài trên và bài dưới xong rồi. Thắng cá chép đó rồi. Nhìn tranh y hịt nhờ. Dạ ác đấy. Mấy cái chỗ bắt sáng gỗ cây này cho nó tăng thêm một độ nữa đi. Như này mấy cái bát sáng ở đây, mấy cái sáng được. Cái bài này là so với các bài trước là bài này là xuất sắc, có tiến bộ rõ ràng. Được, này phát huy thôi, này là ra ngoài ăn tiền quá rồi. Cái bài này là của Luân, bài này thì trong cái top mà xuất sắc nhất rồi, cô bỏ qua cái An Thảo rồi. Em Thảo đợt này nghe bận như nào ấy nhỉ? Bận quá, chả vẽ xong. Để cho Luân qua mặt này. Đấy, bài này rồi, ok. Chú ra chú xác nhận đi. Ôi giời, lại có cả hai em bé này, ôi giời. Được đấy. Được đấy, cười tươi thế. Thầy em xin giới thiệu, đây là cô gái chăn ngựa thầy ạ. Cô gái chăn ngựa hộ anh thợ săn. Dạ vâng, còn đây là anh thợ săn may mắn đây ạ. Được, được đấy. Nhìn vừa làm gì xong mà mặt nhìn buồn ấy. Được đấy. Chất ấy. Yeah. Tổng thể bức tranh nó lại còn có cả người và nữa là hơn cả bài mẫu luôn rồi. Bài này là hơn cả bài mẫu luôn. Đẹp. Tuyệt vời. Nhưng mà có khi cái tán này chấm thêm một tí nữa. Nhìn nó chưa được bật cái khu này này. Mấy cái tán hồng em cho nó tươi tươi thêm một tí, xong là nhấn thêm một chút nữa. Cho nó thành tán thành khối. Đây nó đang bị giải giải đều. Bước này là xuất sắc rồi. Nhìn có mỗi chê là cái khói nó hơi cứng quá. Nó bay nó ngoằn nghèo lên tí cứng. Đấy nó có cái độ tươi. Khói hơi cứng, xoa thêm nó lan ra. Đây bài của cháu Thảo thì này đang bận học online nữa, chưa hoàn thiện được. Bài này mà lên thì sẽ bài khá xuất sắc luôn đấy, bài khá được trong, nhưng mà chưa xong được. Duy thì bị vẽ đuổi theo, cũng vẫn còn cái cây to nhất này chưa vẽ được. Nhưng mà xong thì chắc là cũng được đấy. Xong là chắc là phải ngang bài thắng đấy nhỉ. Ghê gớm phết đấy. Của bạn này nữa thì đang có việc đột xuất là phải nghỉ, đợi khóa sau. Bài này mà vẽ lên thì cũng đẹp. Nói chung mấy bạn nữ này khóa này đều vẽ đẹp tất. Thì bạn này đã bảo lưu rồi để khóa sau học tiếp. Nói chung thì không phải là khóa nữa, mà học đến bao giờ ra nghề thì thôi, chứ thực chất là không tính khóa. Bạn này khóa này không học theo mọi người được, bận. Thì mai có một bạn sẽ ngồi ở đây thay chỗ này, bạn mới đến. Của Hiên kể ra mà đẩy được ít cái nước này, Hiên sửa ít cái nước này, với lại cái chỗ các ô cửa nó sáng thêm chút nữa, trắng cộng vàng đẩy ô cửa lên, với lại chỗ con đường nó đều nhau quá, con đường kia sáng lên cho này tối lại một chút nữa thì là cũng là ok. Còn thiếu hàng rào và cái cổng hoa đâu rồi, ra vé lốt đi. Bỏ qua rồi, bỏ qua nhiều quá.
Ra về vị trí đi, cười gì? Đây, quay trong nhà em về. Hí hí à? Quay về chỗ đi. Về chỗ đi chứ không bọn nó này nhận bài giờ. Bài thì đẹp thế này. Vẽ nốt cái cây kia đi nhá. Tối nay vẽ xong mới ấy nhá. Vâng, thầy bảo tối nay em có xong rồi. Xong chứ, nhìn cái này còn mỗi chấm cây gì nữa. Chấm cây mới lại cái bờ rào. Ở đấy thì nhanh thôi, cái góc ấy thì nhanh mà. Hàng rào. Ngựa thì cứ tính sau đi. Nói chung là các cái chính là mình lên trước cảnh. Rồi là vịt đã phát cái gì vẽ, còn ngựa sau. Đẹp rồi đấy, bài này lên là quá ngon rồi. Thụy mua ủng hộ thì mua đi còn gì nữa. Bán giá. Đây bài của Thanh Điển thì cũng đẹp đấy, đang lên được cái độ này, độ nan rất là êm đấy. Bây giờ lên được hết là cũng ok đấy. Bài này thì còn khá nhiều. Ôi, em bảo anh lên cái màu vàng và cam xuống nước, lên cái màu gì đen xì này. Màu ô cửa hắt xuống nước mà. Lên màu nhầm. Lên nhầm màu rồi. Ánh điện hắt xuống thì nó phải là màu ánh điện hắt xuống chứ. Đây là màu xanh đậm. Cái bài của Nghiêm thì nọt vào top 2 rồi. Đợt trước là top 3, giờ lên top 2. Tính về độ hoàn thiện xong thì là top 2 rồi. Bài Thảo không xong thì không tính. Đấy, bài này cũng là bài trong top 2 đấy. Đẹp. Cũng cẩn thận, chịu khó. Chịu khó vẽ. Được. Quên khói rồi, à khói vẽ nhưng mà hơi tối. Nó phải sáng hơn cái nền một tí. Ờ, khói nó phải sáng hơn cái nền đằng sau một tí. Cộng thêm tí trắng vào được. Đấy, bài này là top 2 rồi. Anh Tài thì bận từ bài trước đến bài này anh vẽ ở nhà trông con. Thôi rồi, không cần vận. Bài này của Bình thì Bình cũng có chuyện một chút, là đang gia đình có việc cũng không học liên tục được, cũng chưa xong. Thụy học nhiều mà hơi ẩu nhá, mà còn nhiều chi tiết chưa lên hết đấy. Cổng riết bờ rào vịt cho vào, không thì đêm nay đừng có ngủ nữa. Nhìn tranh cũng được, ok phết rồi. Chỗ này đẩy sáng lên các cái gốc cây này, rồi đẩy sáng thêm cái độ nữa như bên này này. Đấy. Trắng vàng mà. Đồn thì có vẽ nữa không hay là coi như xong rồi gì? Em còn đẩy tí nước cho nó. Ờ rồi. Đồn cũng về tinh thần học là được đấy, chịu khó được. Ban ngày còn bận đi làm đấy. Chỉ chấp anh em vẽ tối thôi. Tinh thần này có liệu có được nửa tháng nữa có ốm không? Ngày đi làm xong tối về nhậu xong mới vẽ cơ. Càng lắm. Nhưng mà được cái thành quả này là tuyệt vời rồi. Thì một vài cái chỗ thì nó hơi cứng thì cái đấy anh chỉ rồi. Các cái đừng có vẽ các cái hoa với các cái thứ mà nó bóc tách quá như này. Vì những cái xanh là nó hơi bị cứng. Cứ nhẹ nhẹ như khu này thôi là được. Nó cũng hơi cứng nhưng còn được. Nhưng của Huy thì là cũng xuất sắc. Bài này đứng top thứ ba đi. Sau bài Nghiêm. Mà cũng xem đấy nhá. Ngang đấy. Gọi là 1.9, 1.9.5 thôi. Gọi là mình là xem đấy. Được, mà đầu tiên là vẽ cảm giác cũng yếu. Càng ngày càng vẽ càng lên tay. Nói chung là được cái chịu khó. Huy được cái rất chịu khó luôn. Được. Đấy, gọi là vẫn lưu ý mọi người là cái gì cũng thế, phải kiên trì mới được. Ngoài đam mê ra rồi nhưng mà hơi khó khăn một tí mà chùn bước là hầu như là bỏ hết, không ăn thua. Cứ phải kiên trì. Cái cây kia là phải đẩy sáng thêm. Ở cái cây trong góc mà lúc anh bảo đấy, là sáng cái gốc thì lại phải tối xuống, gốc sáng quá. Gốc này phải dìm đỡ xuống. Đấy, còn cái tán lá thì cộng thêm vàng nữa cho nó sáng lên. Vàng thì còn vàng hơn cả cái cây ở trên ấy. Lá sáng nhất ấy. Không cần đến mức vàng trắng, cộng cái độ vàng là được rồi.
đấy, tranh được đấy. Trao được chưa thầy? Ôi dồi ôi, này bán tốt gì. Ok rồi. Bán được rồi. Anh Việt Rồng đâu rồi? Anh Việt này lại vẫn thiếu rượu à? Tối nay là phải nót cho nó hết đi anh nhá. Nót hết đi rồi để tính toán tiếp xem chỗ nào được, chỗ nào chưa được thì em còn góp ý rồi là chỉnh sửa thêm. Phải vẽ thì mới biết được. Cứ vẽ mạnh mạnh bạo lên, đến đây học chứ không phải là đừng có nghĩ là cứ đặt bút là phải thành tranh đẹp luôn hoặc thành họa sĩ luôn thì đừng có nghĩ thế. Cứ vẽ thoải mái. Thì bài này anh Việt hơi chậm hơn mọi người một chút thì lý do là anh cũng học muộn hơn chứ không học ngay từ đầu với cùng mọi người. Thì là vẽ chậm hơn một chút, với cả anh là hay bị bệnh khát nước. Cứ thiếu nước, thiếu nước là vẽ không được. Cho nên là anh em chú ý phải nạp nước mà, đổ xăng mà. Cũng khá phết ấy, nhìn ổn phết. Bây giờ chấm cái cây to nên là ổn, chấm cỏ mấy chỗ này nên là ok phết. Cái phần nước cũng khá ok. Ô cửa kẻ ra mới cả thêm màu cam, vàng cam. Đây của Thuần thì Thuần với anh Việt cũng đến cũng cùng một thời điểm nhỉ? Vâng, cùng ngày. Thuần khá hơn tí bởi vì bài này chắc cũng có hỗ trợ nhiều. Ngày xưa anh đi học anh Thuần vẽ hộ cho gái thôi. Mà chú thế nào toàn gái vẽ hộ thế? Thỉnh thoảng lại có gái sang vẽ hộ này. Nhưng mà không cần biết, nhưng mà tại gái là như này nào, đang đẹp đấy, được đấy. Cái hòn đá này nó nguyên màu lạnh quá, em phải cho thêm tí ấm vào. Tí nâu, tí trắng, tí xanh nước biển vào. Không, tí vàng để cho nó có độ ấm thêm tí, nó nguyên rêu quá. Để cho nó cái sắc nó giống với đá bên kia kìa, chứ không phải là nguyên xanh rêu này đâu. Thỉnh thoảng đan xen cái sắc bên kia sang. Đấy, được đấy. Cái tán này như anh vừa nói là chấm sáng thêm một chút nữa mà nó tơi tơi nhẹ nhẹ tay mà nó dày sơn lên. Được. Bài cuối cùng của học thì bạn này cũng đang có việc phải về quê, bài này thì chưa hoàn thiện nhưng mà cũng là khá hơn cái bài trước nhiều đấy, tiến bộ nhiều. Đấy, cứ học rồi cứ mày mò chịu khó rồi nó sẽ thành công thôi. Thời gian thì đã không giới hạn cho mọi người rồi, khóa này là học là thoải mái thời gian rồi. Đấy, còn thành viên cuối cùng thì đây là anh Thế, thì anh mới đến thôi được mấy ngày, anh đến được 3 ngày thì 4 trận rượu rồi. Mây nghe nó mù mịt lắm, mây nó mù mịt lắm. Anh đang tập xoáy mây với lại tập chấm chấm cây thôi, còn chưa vẽ chim vẽ cò gì, cứ tập dần dần thì học khóa lọ lối sang khóa kia. Đấy, mình vừa đi một vòng để giới thiệu khái quát các cái thành quả học tập của cái bài phong cảnh châu Âu. Thực ra gọi là phong cảnh châu Âu nhưng bài này thì không phải châu Âu, bài này là của bên họa sĩ bên Mỹ Thomas. Thì họa sĩ này chuyên vẽ về cảnh biệt thự như này, biệt thự nhà vườn. Và cây cối màu sắc thì rất là ấn tượng. Hầu như là đều là vẽ trong cái trí tưởng tượng của ông ấy. Chứ trong thực tế thì nó không có như này. Trời thì vẫn sáng, nhà thì tắt điện sáng choang. Có quay xong thì để bài nào xong thì chụp thì kết hợp đăng. Rồi mình kết thúc cái video nhật ký cái bài phong cảnh châu Âu. Sau bài này thì sẽ là bài phố cổ. Thì để xong đây, xong chụp ảnh xong là bài nào xong thì mọi người bóc bài dần, mai bắn bài trước. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.